Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhé. Trong thời gian với hai tập á, thì mình đã sử dụng cái cây Xanamer này và qua thế giới kim cương để mình có thể đào được thiệt là nhiều kim cương mang về. Và sắp tới thì mình sẽ sử dụng toàn bộ cái số kim cương mà mình đang có này để xây nhà cho mấy bé rồng của mình nhé. Rồi tạm thời thì mình sẽ cất cái số kim cương này vào trong rương Suker ở phía trên nóc đi. Đó, cất cái số này luôn. Rồi. Và ngoài ra trong thời gian với hai tập thì bé rồng Ender của mình cũng đã nở rồi các bạn ơi. Và hình như lần này thì nở ra một bé rồng Ender cái rồi. Rồng Ender cái thì nó không có ngầu cho lắm ấy, nhưng mà không sao, dù sao thì bé rồng cũng đã nở. Và sắp tới thì mình sẽ tiến hành nhân giống mấy bé rồng Ender này để kiếm thêm rồng đực nha. Rồi cho ăn một cái nè. Đó, rồng cái. Và tạm thời thì mình sẽ cho bé ấy ngồi xuống đi. Ngoài ra thì rồng Enchant cũng đã nở luôn. Và rồng Enchant cũng là rồng đực. Ơi, hình như mình có một cặp rồng Enchant được luôn á. À không, rồng cái hả? Ô vậy thì hay quá. Ô một được một cái vậy là tuyệt vời rồi. Yeah. ổn á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong nha. Và lần này á thì mình dự định sẽ trở lại cái ngôi làng băng giá, tại vì khá là lâu rồi mình chưa qua cái ngôi làng băng ấy. Mình muốn qua bên kia để có thể đổi được cái cây shear và mình có thể bắt cá dễ dàng hơn. Rồi giờ mình coi mình có được 15 cái sapphire nè. Giờ thì mình sẽ qua cái khu vực Snow Village luôn. Coi nào, cái đó xa quá. Đây, tước bên đây nè. Rồi, giờ thì mình sẽ qua đây và trao đổi với nhân làng này. Anh này đổi tuyết để lấy sapphire. Ủa cái, ui. Ủa rồng đúng không? Rồng băng. Ủa đằng kia nữa. Ây da, ao. Ui anh Nhân Làng ơi, chạy anh Nhân Làng ơi. Anh Nhân Làng, đừng đánh anh Nhân Làng của tôi. Không được đánh Nhân Làng của tôi. No. Không được đánh Nhân Làng của tôi. Không được. Ao, con rồng băng mạnh quá. Không được đánh. Cô lên, mình cần tiêu diệt được rồi. Chạy đến Nhân Làng ơi, chạy đi anh. Đúng rồi, chạy đi. Để mình chiến đấu mới được. Ui, phá cái nhà của Nhân Làng thôi. Tên rồng này dám ăn hiếp anh Nhân Làng của mình. Dám ủi hả? Ôi, cuối cùng cũng bảo vệ được anh Nhân Làng rồi. Không biết anh có sao không nữa. Ui anh này là anh khác. Ủa anh này đúng không? Đúng rồi, anh này còn sống, anh này đỏ tuyết còn sống nè. Ui may ghê á, tưởng đâu anh ngỏ mất tiêu rồi chứ. Ổn. Rồi giờ thì mình sẽ đổi ra thật là nhiều tuyết để khối tuyết á, để mình đổi với ảnh nha. Rồi mình sẽ cho vào đây. Cho vào đây nè, được thêm một cái sapphire nữa. Rất tốt. Và coi nào, ui đằng kia có một xác con rồng nữa. Ui thì ra đây có vừa có một trận chiến với mấy con rồng à. Ui và nó có mấy cái băng nè, để coi mình lấy này về được không. À lấy được. tốt, lấy về làm 7 luôn. Rồi lấy về một ít nào. Nhưng mà cái này nó có tỷ lệ các bạn, cái một cái thì lấy được, một cái thì không có lấy được ấy. Rồi giờ thì mình sẽ tìm cái anh nào đổi cây shear cái đã. Cái anh mà đổi cái cây bắt cá ấy. Anh này đổi da bò. Ui thỏ nè. thỏ hả? Ủa chắc bây giờ mình sẽ về làm một cái cọng dây gấp mới được. Để mình bắt thỏ về nhà bỏ vô cái máy farm. Coi nào. Mình còn cọng dây ở đây. Sau đó mình sẽ nâng cấp nó lên bằng hai kim cương và một slab, hai slab á. Wow được. Lấy kim cương ra thôi. Rồi sau đó chế tạo cọng dây nâng cấp lên. Đó được 3 cọng luôn. Ok mình sẽ chế tạo 3 cọng. Sau đó trở lại cái ngôi làng băng. Ngôi làng băng giá đây. Rồi. Không ngờ gặp thỏ bên đây luôn. Rồi. Đây, bé thỏ. Đừng có chạy. Lại với anh nè. Lại với anh nè, đừng có chạy mà. Thỏ nè. Ui. bắt được rồi, bắt được một bé thỏ rồi. Giờ thì mình sẽ về nhà và cho vào cái mob farm để mình có thể có được những cái da thỏ cũng như là thịt thỏ nhá. Rồi, bây giờ thì mình cần tìm cái anh Nhân Làng đổi cây shear gấp mới được. Đừng nói anh bỏ đi khỏi ngôi làng này nha. Ủa cái anh đó đâu ta? Ủa anh đó không còn ở ngôi làng này hả? Mình xuống dưới này coi. Ủa anh Nhân Làng đó đâu mất tiêu rồi.
Ôi buồn vậy. Hình như anh dân làng đó không còn sống ở ngôi làng này nữa các bạn ơi. À hay là mình phải đổi để cho ảnh lên cấp ta. Nhưng mà đổi biết chừng nào ảnh mới lên cấp. Cũng khá là khó, nhưng mà khoan, giờ mình sẽ lại đây và coi coi xác con rồng này có cái gì không nhá. Ồ, con này chắc tầm cấp 3, cấp 4 nha, nó chưa có bự cho lắm. Và nó rơi ra tim rồng, thịt rồng, xương rồng, đầu rồng, vải rồng và không có trứng rồng. Tiếc ghê luôn á, mấy con rồng này phải cấp 5 thì nó mới dễ rơi ra trứng cơ. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ bay về nhà, và đằng kia mình còn phát hiện một con rồng nữa. Và bây giờ mình sẽ lấy những cái loại để mình có thể lấy máu của rồng nhá. Máu của rồng thì có thể nâng cấp cây kiếm rồng xương mà đợt trước mình dùng để chiến đấu ấy thành một cây kiếm rồng mạnh hơn. Rồi giờ mình sẽ vào trong nhà và đây lọ đây, mình có được 31 cái lọ nè. Và mình sẽ mang theo cây kiếm rồng băng đi, mình hy vọng cái kiếm rồng băng này có thể khắc chế được con rồng kia. Rồi giờ thì lại cái khu vực bên kia thôi. Ui may mà mình phát hiện sớm á, không thôi ngôi làng băng chắc không còn với mấy con rồng đó đâu. Tại vì mấy con rồng đó phá dữ lắm luôn ấy. Rồi lại đây nào. Ui kìa, đúng rồi, nó phá ngôi làng rồi. Sao người dám hả? Ta còn chưa đổi đồ nữa mà. Anh dân làng ơi, đừng mà phải bảo vệ dân làng, phải bảo vệ dân làng. Ui rồi, anh dân làng. Tại sao ngươi dám ăn thịt anh dân làng của tôi? Tại sao vậy? Con rồng kia, ngươi dám ăn thịt anh dân làng của ta hả? Ui các bạn có thấy cảnh tượng đó không? Con rồng này thật là độc ác. Ngươi phải đền tội. Ngươi phải đền mạng. Rồi có vẻ mình không lấy được máu của rồng rồi. Để một xíu mình thử mình tiêu diệt xong rồi coi mình có lấy máu được không nhá. Làng băng bây giờ không còn gì hết luôn. Oh no. Cuối cùng thì con rồng này cũng đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Rồi và bây giờ ui. Oh, mình lấy được 8 cái máu con rồng nè. Tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hết những cái thứ còn lại trong xác của con rồng này. Và giờ mình có rất là nhiều những cái bóng tuyết. Đổi ra hết những cái khối tuyết đi để có thêm không gian và loot xác con rồng này thôi. Thì cái tình đó mình không tới sớm để có thể bảo vệ được anh dân làng rồi. Ui mình tội nghiệp cho anh dân làng ghê luôn á, tự nhiên bị con rồng này cạp một phát, một nằm một đống luôn, mất xác luôn. Con rồng này ăn là mất xác luôn ấy, không có lôi ra được từ bụng của hắn, thành ra mình phải hy sinh một anh dân làng rồi. Mình nghĩ con làng này ít nhất cũng 2-3 anh dân làng á mà hắn ăn thịt hết hay sao ấy, thật là tiếc luôn. Ui để bây giờ mình sẽ ui cái này là thịt nè. Ui thịt thỏ sống nè. Wow, vậy là có cái đi để có thể thuần phục những cái con đại bàng rồi. Giờ tụi mình sẽ khám phá xung quanh đây coi còn con rồng không. Mình sẽ tiêu diệt nốt luôn để trả lại sự bình yên trong cái ngọn núi này. Chứ ngọn núi mà có những cái con này thì không có bình yên được đâu. Rồi và tiêu diệt những cái con skeleton vùng băng này sẽ rơi ra những cái mũi tên chậm rãi á. Rồi tìm thôi còn rồng không. Ui hình như đây là anh dân làng bình thường, anh dân zombie dân làng bình thường hả? Đằng kia có con zombie. Ồ, đằng này có mấy có con skeleton hùng băng giá nè. Coi nào. Ủa đằng kia có nguyên một bầy luôn chứ. Cái đây là lãnh địa của bọn chúng rồi. Ồ nguy hiểm á. Rồi giờ thì mình sẽ lượn một vòng nữa coi. Ủa đây có nhân làng nè, để mình kiểm tra coi anh này có đổi cái cây shear không nhá. Mình đang rất là cần cái shear luôn. Ồ, mà mấy anh này không có đổi shear gì hết trơn á. Ủa đằng kia là xác của con rồng Gray. Ồ tiếc vậy ta. Có vẻ khu núi này á đã clear rồi các bạn ơi. Hết những cái con rồng băng rồi. Ồ nhưng mà mình chỉ tiếc là hồi nãy mình không tới sớm để có thể cứu được anh dân làng ấy. Thật là tiếc á. Ui cũng mấy con zombie này. Zombie. Còn đâu nữa. Zombie nè. Ok chắc bây giờ mình phải rời xa khu này thôi các bạn ơi. Dọn dẹp bọn này xong rời xa gấp mới được. Không thôi mấy con này nó lại làm phiền hoài luôn á. Mình ở đây thì mấy con này sẽ đến liên tục và mấy anh nhân làng sẽ không có chiến đấu lại đâu. Rồi chắc bây giờ cũng tạm ổn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nhá. Lần này thì mình đã có được 8 cái máu rồng rồi. Thật là tốt. Về nhà nào. Ui mình bị con skeleton bắn dính hiệu ứng chậm rãi nè. 11 giây luôn á. 8 cái máu rồng này thì mình sẽ đó, nâng cấp cái kiếm
thành cây kiếm băng luôn. Thật là tốt. Wow, rất tốt, rất tốt. Giờ mình sẽ chế tạo một cây kiếm khác nhá. Sau đó nâng cấp nó lên thử nào. Wow. Tốt á. Rồi, giờ chắc mình sẽ đi đi test kiếm rồng luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ là một cái đã. Đồ mình khá là bừa bộn nè. Hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đồ xong nhá. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ cho cái sợi dây chứa bé thỏ vào trong đây nhé, để mình có thể farm được những cái thịt thỏ nha các bạn. Đó, hiện tại bé thỏ đang đứng trong đây nè. Và để coi coi với một lần như vậy thì mình sẽ được bao nhiêu thịt thỏ ở đằng đầu tiên nhá. Rồi, sẵn tiện đây mình sẽ test sức mạnh của cây kiếm băng luôn, rồng băng. Con zombie này. Ô, đóng băng hả? Ô, thì ra đây là cái kiếm giúp mình có thể đóng băng. Wow, tốt, tốt, tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ ép cho nó cái dòng sắc bén 5 luôn đi. Để cho nó thiệt là mạnh. Nhạc thì mình sẽ ép luôn nè. Chậm hỏng, rồi mình sẽ ép ba cái thứ này. Đó, khá tốt rồi đó. Và giờ thì đã, nó đã được 12,5 sức tấn công giống như cây kiếm rồng lửa rồi. Và giờ mình sẽ test thêm với một vài con quái khác coi. Không, test với quái, không test với ngựa đâu. Ngựa ở đây khá là nhiều luôn á. Đây, 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 creeper nè. Nghĩ nổ nha. Wow. Tốt, tốt, tốt. Rồi, với cây kiếm. Ui. Ô, tuy bị đóng băng nhưng mà nó vẫn có thể kích nổ được. Nguy hiểm vậy. Dám tấn công mình hả, cho thành cục nước đá luôn. Đánh mình là thành cục nước đá nha. Ui, ui, nó bị làm chậm kìa. Wow. Tốt, tốt, tốt. Rồi, giờ mình sẽ tiêu diệt hết mấy con này đi. Sau đó thì mình sẽ chiến đấu với rồng tiếp nhá. Tại vì mình vừa tìm được một cái hang rồng mới nữa các bạn ơi. Và hình như hôm nay mình tìm được khá là nhiều hang rồng rồi đó. Và khi đạt tới một số lượng hang rồng nhất định á, thì những cái hang rồng đó sẽ bắt đầu xuất hiện những cái con boss ấy. Và mình sẽ tìm lần được từng con boss để tiêu diệt hết luôn nhá các bạn. Ui da. Nổ ngỡ mất tiêu cái con zombie luôn chứ. Rồi, Sika ta nào. Ui, ui, mấy con này nó né ghê vậy. Ui da. Dám quánh mình nè. Rồi, ok, test như vậy là đủ rồi. Giờ thì mình sẽ ăn vào một cái nè. Và chúng ta cùng nhau tiến tới cái hang rồng thôi. Đây là hang thứ 8 rồi. Và đây thêm một hang nữa là hôm rồi mình tìm được 9 hang rồng rồi đó. Khá là nhiều rồi các bạn ơi. Rồi, giờ thì đi xuống dưới thôi đó. Rồi, để kiểm tra nào. Ồ, đây là rồng lửa. Này rồng lửa hả. Ui, 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 chưa, 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 chưa. Ủa là sao? Một hang rồng mà có tới hai con rồng hả? Ui, lần đầu mình gặp ấy. Đợt trước thì hai con rồng cạnh nhau thì mình gặp rồi. Ui da, ui. Hình như cái này nó chỉ có tác dụng một lần thôi. Au 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 au. Ui, hình như cái kiếm. Ui, sao nó mạnh vậy? Ui, không ổn rồi. Không có đóng băng được cái con rồng lửa bự như vậy. Ây da. Rồng băng nè. Ui, được má. Đi vậy. Ồ, nhưng mà nó phải có một khoảng thời gian sau thì mới hồi phục khả năng đóng băng. Ồ, thì ra là vậy hả. Khó. Giờ mình sẽ ăn vô một cái đi. Mình không biết là nên sử dụng kiếm băng hay kiếm lửa để tiêu diệt cái con này. Nhưng mà mình nghĩ là nên. Wow, kiếm rồng băng siêu mạnh. Ui, chém cái con rồng bự như vậy một xíu thôi là ngớm rồi. Ây da, ây da, ây da. Ui, đâu rồi, đâu rồi. Ui. Ui. Ui, hắn cạp mình xong một cái, hắn chuồn mất tiêu rồi. Ủa, kỳ vậy. Ủa, con rồng kia nó tự biến mất luôn á. Ồ, và đây cũng là một trường hợp lạ, mình thấy hai con rồng trong cùng một hang luôn. Wow, trường hợp lạ, trường hợp lạ. Dồn bài hả? Quýnh một cái là thành cục nước đá luôn các bạn ơi. Rồi, giờ thì sơ thịt con rồng thì thôi. Để coi nào. Trứng rồng đi, cho trứng rồng. Ui, không rơi ra trứng rồng rồi. Nhưng mà chưa, mình phải kiểm tra hết cái này cái đã. Biết đâu được trong đây lại cho mình trứng rồng nữa thì sao. Phải có niềm tin vào những cái rương ở trong đây mới được. Rồi, kiểm tra hết coi nào. Sách giờ chắc mình không cần đâu. Nhà mình nhiều sách dữ lắm luôn rồi. Khi nào mình cần thì mình sẽ quay trở lại để loot sau nhá. Và giờ thì mình sẽ lại đây nè. Và lượm những cái iron chest lên này luôn đi. Tại vì những cái này hình như mình có thể chế tạo được một sợi xích bằng sắt ấy. Và sợi xích bằng sắt thì nó sẽ chắc chắn hơn. Sợi xích bằng cái slime thì nó sẽ dễ bị đứt hơn. Đó, mình sẽ lấy hết mấy thứ này về.
Coi nào, sách lửa không cần đâu. Bên đây nữa nè. Ui, nó phá hết mấy cái rương ở đây luôn chứ. Mấy con rồng này thiệt là quậy đi mà. Rồi, có xương nè. Và xương thì mình sẽ mang về thêm đi. Ở nhà mình cũng có được một ít đó. Sắp tới thì mình sẽ ấp những cái quả trứng rồng một lượt. Thành ra mình phải có thật là nhiều thức ăn để cho mấy bé rồng lớn lên trong cùng một ngày luôn ấy. Đó, giờ thì chỉ có lút xương thôi. Hay xương nè. Iron Jacqueline cũng mang về. Đập cái chỗ này ra. Có vẻ cái hang rồng này không có trứng rồng rồi. Ủa nghe luôn á, nhưng mà mình thắc mắc không biết tại sao con rồng kia nó lại xuất hiện ở chỗ này và nó lại tự biến mất luôn. Kỳ lạ thiệt. Kỳ lạ với ta. Nhưng mà mình đã có cách để cắt chế những cái con rồng lửa ở dưới hang này rồi. Đó chính là một cây kiếm rồng băng ấy. Ở đánh một xíu là con rồng kia nó nằm ha một đống à. Rồi giờ về nhà thôi. Về nhà nè. Và mình sẽ cắt bớt những cái tim rồng. Tại vì hôm ra mình có được rất là nhiều tim rồng rồi ấy. Để coi nào, mình được 18 cái tim rồng rồi á. Cái này là cái 19. Vậy là mình đã đánh tổng cộng 19 cái con rồng lửa, 4 cái con rồng băng. Wow, một con số rất là nhiều đối với mình rồi. Và có một cái quyển sách may mắn. Ui, may mắn hình như là ép vô cần câu đúng không? Đúng rồi, hình như may mắn để ép vô cần câu. Cũng tốt. Để mình ép vào mình có thể câu cá dễ dàng hơn á. Được. Rồi, giờ mình sẽ cắt những cái khoáng sản này vào. Và lần này á, thì mình sẽ ấp cái quả trứng rồng tiếp theo. Quả trứng rồng này mình dự định sẽ ấp là lửa ấp rồi nè. Ron ấp rồi, chắc tới Emerald đi. Emerald mình chưa có ấp quả trứng nào nè. Và đây cũng là quả trứng đầu tiên của mình luôn. Chắc mình sẽ ấp nó nhá. Và trước khi ấp thì mình cần phải cất những cái xương rồng này vào trước. Đầu rồng thì cả đây là cả một cái bộ sưu tập đầu rồng của mình các bạn ơi, đủ cấp độ luôn, thiếu cấp độ 1 thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ ấp cái quả trứng rồng Emerald này thôi. Và lần này thì mình sẽ ấp nó trước nhà mình luôn đi, ấp cạnh chuồng bò nè. Rồi kế tiếp thì mình sẽ châm lửa lên. Mình không sử dụng những cái khói có thể duy trì ngọn lửa như là khói magma hoặc là nether crack ấy, tại vì những khói đó sẽ giúp lửa cháy hoài. Và khi cháy hoài như vậy thì ngọn lửa sẽ rất là nóng và quả trứng rồng có thể không có nở ra được ấy và sẽ bị vỡ luôn. Thành ra ấp như vậy thì nó sẽ an toàn hơn và tỷ lệ thành công là hầu như là 100% các bạn ơi. Đó, nên tốt nhất là sử dụng cái cách này ấy, và như vậy thì rồng cũng mau nở hơn nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi xung quanh đây coi có cái con quái nào còn sót sau màn đêm không. Có vẻ khu vực gần nhà mình khá là yên bình á, chỉ có bây giờ mình vẫn còn tiếc anh nhân làng á, phải chi mình tới sớm một xíu nữa thôi thì ảnh không có bị cái con rồng băng kia tiêu diệt rồi. Thiệt tình á, mình tới chậm quá làm anh nhân làng kia bị con rồng ăn thịt rồi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng trả thù cho anh nhân làng rồi, hy vọng anh nhân làng ấy sẽ kiểu như là yên nghỉ ấy. Và mình chỉ tiếc là lỡ ảnh mà đổi cái cây xia duy nhất trong làng thì sao. Tại vì mấy anh nhân làng bán cây xia rất là hiếm các bạn ơi. Đó là một cái thứ giúp mình có thể câu cá dễ dàng hơn ấy. Thành ra giờ cũng hơi tiếc. Ui, nở rồi nè. Đó, bình tĩnh nào. Rồi, có cây gậy này là bé rồng sẽ bình tĩnh hơn rất là nhiều. Và coi nào, đây là... Ồ, rồng cái hả? Tuyệt vời. Bên kia thì mình có một bé rồng đực thì phải đúng không? Để coi nào, bé rồng bên đây là rồng đực hay cái nhá. Kiểm tra. Đây là rồng đực. Tuyệt vời, một cặp rồng, một đực một cái. Như vậy thì sẽ hay hơn rồi đó. Tạm thời thì mình sẽ cho hai bé này ở cạnh bên nhau và cho ăn cá đi. Giờ mình không có nhiều thức ăn nên ăn cá đỡ nhá. Rồi, bé rồng Ender mình cũng phải được ăn nữa. Tương tự thì bé rồng Enchant cũng phải được ăn để cho mau lớn. Rồi, vậy là đã khá tốt rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà và kiểm tra cái chỗ farm thỏ của mình thôi. Và mình cũng đã cho những cái bé này vào trong đây nè. Tại vì những cái sợi dây của mình không thể nào giữ lâu được ấy. Và chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cọng xích bằng sắt luôn đi. Đó, đây, mình sẽ cho vào đây nè. Và làm một cọng xích coi. Công thức nó là như thế nào ta? À, đặt theo hình chữ Z. Xét ngược, rồi. Iron chain nè. Wow, tốt. Rồi, giờ mình sẽ thử xích coi. Coi với sợi này á, thì mấy bé này có sổng ra nữa không nhá. Được nè, nhìn nó kiên cố chưa. Rồi, bay với tốc độ cao luôn. Bay lên thôi. Wow. Mình có thể mang hai bé này lên không luôn nè. Nặng quá. À không, mình đói. Bay lên. Yay. Giờ cho mấy bé biết cảm giác như thế nào là bay nhá. Bay cùng mình nào. Rồi, đi thôi. Không biết sợi này mình có thể xích những cái con vật khác như là ngựa hoặc là
Zumba không ta? Tại mình rất là muốn thí nghiệm với con Zumba cho nó bay lên cao thiệt là cao, sau đó cho nó rơi xuống. Wow, được được được, một màn đêm xuống thì mình sẽ thí nghiệm nhá. Rồi lượm một vòng nào. Wow, sợ xích như vậy mới đúng chứ, chứ cọng dây kia thì nó yếu quá, mình bay một xíu thế nào. À đây 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 đây, một bé. Ồ, đúng luôn. Ui, con công biển kia, không được tấn công mấy kỳ lân biển của tôi, mình phải ra sức bảo vệ mới được mà. Lúc đầu mình không biết, còn lỡ tiêu diệt hết hai ba em nữa tiếc ghê luôn á. Nhưng mà không sao, bây giờ mình đã biết rồi và bây giờ mình sẽ cố gắng bảo vệ mấy bé kỳ lân biển này nhá. Ồ, được rồi nè, đúng không, có thành tựu rồi kìa, coi nào. Ồ, xong rồi, thành công rồi. Ui, đâu 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 vậy, đâu vậy em, đừng bỏ anh. Rồi, wow, các bạn coi nè. Ồ, biết chừng nào mình mới bơi được tốc độ này ta. Ui, lặn được không? Như lặn không được các bạn ơi, chỉ đi trên mặt nước thôi, nhưng mà đi với tốc độ này là gọi là siêu nhanh rồi đó, mình không thể nào mà đi với tốc độ này đâu. Bắt lên bờ được hả? Đi lên bờ được luôn, nhưng mà hơi khó khăn một xíu tại vì lên bờ bé ấy đi rất là chậm luôn ấy. Mình sẽ lượm một vòng bằng bé kỳ lân biển này nhá. tuyệt vời. Đó, giờ mình có thể khám phá biển bằng cách này nè. Đó, lượm zigzag luôn nè. Đó, các bạn thấy nhanh chưa? No. Ồ, một ngày mà mình phạm quá nhiều sai lầm rồi. Mình không nghĩ là với độ cao đó thì, ủa, mình hồi nãy thấp lắm rồi mà ở đây thôi mà rớt xuống. Rồi mình đã vô tình làm hại hai bé kỳ lân rồi. Ủa, mình độ cao thấp như vậy mà cũng ngổm nữa ta, mình không tin đâu. Hồi nãy mình bay thấp cực luôn ấy. Đây 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 đây, tầm này thôi này, à, tầm này thôi đó. Sao được sao... Ô, thấp như vậy mà cũng bị dính sát thương nữa. Ô, không được, bây giờ mình phải tìm một một cặp khác mới được, thằng này thì mình sẽ cẩn thận hơn. Ôi tiếc vậy. Hết hại nhưng là giờ tới hại mấy bé kỳ lân của mình nữa. Ồ, không được rồi, giờ mình phải làm cái gì để kỷ niệm bé kỳ lân của mình, dù sao đó cũng là bé kỳ lân đầu tiên của mình cũng như là thứ hai của mình ấy. Mình thiệt tình luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ lại đây nè, sau đó mình sẽ mang một vài thứ cần thiết ra bên ngoài. Đầu tiên đó chính là những cái tường đá cội. Cái tiếp mình cần phải chuẩn bị một ít cái đá nhẵn cái đã. Đây, đá nhẵn nè, và mình sẽ làm một cái ít cái phiến như vậy. Sau đó thì mình sẽ lấy bột xương ra nè, một ít cái một à cái bảng nữa, cần thiết nhất là cái bảng á. Đây, gỗ đây, tỏi ra ván, sau đó làm que và chế tạo bảng. Rồi giờ thì mình sẽ làm một cái chỗ để mình có thể tưởng nhớ đến hai bé kỳ lân của mình nhá. Mình không cố ý đâu, nhưng mà mình không biết là độ cao đó rơi xuống thì mấy bé bị dính sát thương ấy. Ôi tiếc ghê luôn á. Ôi, ok, đầu tiên thì mình sẽ đặt ở dưới hai cái rương trước cái đã. Đây, với cái rương này thì mình sẽ cho những cái gì mà hai bé kia rơi ra nhá. Mình coi nào, rương trong đây còn không? Như trong đây còn rương, à không, hết rương rồi. Lấy gỗ ra một cái nào. Ôi, phạm quá nhiều sai lầm rồi, sau này mình không được phạm những sai lầm tương tự như vậy nữa. Mình dự định sẽ còn nhân giống mấy bé ấy lên nữa mà chưa kịp thì đã. Ok, tạm thời mình sẽ đặt cái rương này xuống trước nhá, cho hai bé này cạnh nhau đi, dù sao hai bé ấy cũng ở với nhau một thời gian rồi. Tương tự ở bên đây một cái nữa. Rồi, đặt cái rương xuống, sau đó mình sẽ lắp đất lại và đặt ở phía trên một ít cái phiến đá, tương tự ở bên đây luôn, phiến đá. Và ở đây thì mình sẽ làm cho nó cao lên một xíu bằng cái này này, và đặt một cái thánh giá ở phía trên đấy các bạn.
Đây, cái này mình sẽ cho cái tính giá này cao 4 ô luôn đi, để cho nó cao thiệt là cao luôn. Đó, và như vậy. Sau đó thì mình sẽ ghi tên của hai, mặc dù mình chưa có đặt tên ấy, nhưng mà mình sẽ đánh số thứ tự đi. Giờ mình, tại lúc đầu mình chưa có đặt tên cho mấy bé kỳ lân ấy. Rồi, đặt vào đây. Nếu như vậy hai cái sẽ đan vào nhau rồi. Kể làm sao, kể kiểu như là cho hai bé ấy nắm tay với nhau đi. Tại vì mình đã vô tình làm cho hai bé ấy ra đi trong cùng một lúc ấy. Rồi, ok, đầu tiên thì mình sẽ đặt một tấm bảng. Và mình sẽ cho những cái shell mà mấy bé này rơi ra ấy vào trong này nè, cũng như là bé ở bên đây luôn. Nó cho cái Cine Scale này vào. Và bây giờ thì mình sẽ hy sinh cái số kim cương mà mình đào được ấy để cho mấy bé này nhá. Để coi nào, mình sẽ để phía dưới mỗi bé một stack khối kim cương đi. Và mấy bé này thích ăn cái bột biển, nhưng mà mình bây giờ không còn bột biển để cho mấy bé ăn. Ôi, mình hết bột biển rồi, để coi còn cái gì từ biển không ta. Mình còn những cái mảnh lăng trụ nè, hy vọng mấy bé cũng thích nhá. Rồi, lại đây nào. Tội cho hai bé này ghê luôn. Đầu tiên cho cái này vào trước và chia đều ra mỗi cái 29 thôi. Đó, cái này thì mình sẽ chia làm hai ra, 28, tương tự ở bên đây nhá. Rồi, em vừa rồi mình còn hai viên nè, cho mỗi bé một cái luôn. Kim cương là một stack khói, ở đây cũng vậy. Rồi, mình còn một cái yên cưỡi nè, mình sẽ gửi cho bé ấy luôn đi. Ở trong nhà mình còn khá là nhiều yên cưỡi á, mình sẽ lấy ra và cho bé còn lại luôn nhá. Đây thì mình dự định sẽ thuần phục hết hai bé để cưỡi luôn. Nhưng mà dù sao nó cũng đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Ok, yên cưỡi vào đây. Rồi, tạm thời mình sẽ lắp lại. Và bây giờ thì mình sẽ trang bị ở bên ngoài á, một ít cái hàng rào nữa, cũng như là có đèn đuốc đàng hoàng ấy. Hàng rào thì mình sẽ sử dụng hàng rào bằng sắt đi. Đây, hàng rào bằng sắt mình sẽ chế tạo thật là nhiều luôn á. Hàng rào sẽ làm công thức như vậy. Đó, kế tiếp thì mình sẽ cắm thêm hoa chẳng hạn. Nếu có hoa thì mình sẽ sử dụng cái bột xương đi. Tại vì bột xương thì mình sẽ có thể tạo ra cỏ và tạo ra thêm hoa nữa. Vậy thì sẽ nhanh hơn. Rồi, cái này thì mình sẽ dọn ra một xíu để cho cái khu vực đất nó cách xa cái chỗ của mấy bé kỳ lân nha. Rồi, dọn ra nè. Đặt rào như vậy. Đó. À, mà bây giờ chắc mình sẽ lấy thêm lá nữa, tại vì mình muốn trang trí ở bên ngoài bằng một ít lá nữa ấy. Rồi, ở tới trước thì mình sẽ rào lại ngang như vậy. Đó, rào lại luôn. Ở đây là cái đường mình vào nữa chứ, chừa cái đường để mình vào thăm. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ sử dụng bột xương nha. Đây, mình có được 60 cái bột xương nè. Ra hoa đi. Sao nó không ra hoa ta? Khá là khó để rơi ra hoa ấy. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm hoa đi. Chắc mình sẽ sử dụng những cái hoa vàng nè và hoa đỏ kết hợp, tại vì hai loại hoa này mình sẽ dễ dàng tìm nhất, cũng khá là đẹp nè. Ở đây có hoa trắng thì mình sẽ mang theo luôn. Đó, hoa vàng, hoa trắng. Còn hoa đỏ đâu? Chẳng lẽ ở đây không có hoa đỏ à? Ở đây, hoa đỏ đây. Rồi, có được 3 loại hoa rồi đó. Và hình như bên khu vực Islam á, thì có thêm cái hoa màu xanh thì phải. Để bây giờ mình sẽ cưỡi một bé rồng để qua bên kia và mang hoa xanh về cho hai bé kia nhá. Ôi, thiệt tình. Mình thiệt là bất cẩn á. Rồi, qua khu vực Islam gấp nào. Islam nó cũng khá là gần thôi. Tới chưa ta? Một xíu nữa. Rồi, tới rồi. Giờ thì tìm bông hoa màu xanh. Hoa màu xanh. Ủa, cái khu slam này nó không spawn ra hoa màu xanh à? Đây, có hoa màu xanh rồi. Rồi, ở đây nha bé rồng. Rồi, sau đó thì mình sẽ lại đây nè. Và lấy bông hoa màu xanh đi về, mình sẽ lấy 4-5 cái gì đó. Giờ vẫn tiếc á. Chắc bây giờ mình không dám nuôi con vật khác nào đâu. Mình sợ trường hợp đó lại xảy ra tương tự nữa. Mình không muốn xảy ra những việc như vậy đâu. Để coi cái hướng nào để quay bay về nhà ta. Giờ nhiều cái điểm trên đây. Đây, hướng ở đây bay về nhà nè. Mình đang còn dự định là nuôi thêm mấy bé đại bàng nữa, nhưng mà lỡ mình bất cẩn mình lại sử dụng cái sợi dây nữa. Đúng là không nên test những cái thứ mình chưa biết ấy lên những cái con vật mà mình nuôi các bạn ơi. Như vậy thì sẽ rất dễ xảy ra những cái trường hợp bất trắc như mình ấy. Rồi, giờ thì cắm hoa lên thôi. Đó, cắm hoa lên. Ở đây và ở bên đây nữa. Rồi, thật là nhiều hoa lên cho chỗ này, thật là nhiều màu sắc đó nhá. Và hoa trắng nữa, nãy giờ mình cắm hoa trắng. Ở đây một hoa nè, đây một cái. Hoa trắng thì mình sẽ cắm ở trước của mấy bé đi. Đó. Rồi, cắm thêm hoa xanh vào.
Đó, tại vì màu xanh á là màu của nước các bạn ơi, và mấy bé này thì rất thích nước nữa, thành ra mình sẽ cắm hoa xanh thiệt là nhiều vào cái khu vực này nhá. Rồi còn lại thì mình sẽ sử dụng bột xương để tạo ra thật là nhiều cỏ xanh tươi cho khu vực này. Rồi tạm ổn rồi đó. Hy vọng những trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Rồi ok, khá là tốt rồi đó. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái nha các bạn. Và nãy giờ thì cái mob farm này hoạt động cũng khá tốt cho mình rất là nhiều những cái thịt thỏ nè, cũng như là chân thỏ và da thỏ. Sắp tới thì mình sẽ sử dụng cái này để có thể thuần phục được cái con đại bàng nhá. Nhưng mà cái việc thuần phục này chắc mình phải suy nghĩ lại, tại vì trong ngày hôm nay thì mình đã vô tình làm hại hai bé kỳ lân biển của mình rồi. Bé kỳ lân thứ hai mình dự định là sẽ tìm thêm những cái thủy cung, săn thêm bọt biển và thuần phục luôn. Nhưng mà ở đây lỗi một phần á là do cái sợi dây xích bằng sắt này nè, nó đã hại hai bé này, thành ra mình sẽ tiêu hủy nó đi. Và một phần lỗi khác là cũng do mình, tại vì mình tò mò nên mới sử dụng cái sợi dây xích và dẫn hai bé này lên trên đây. Và ngoài ra thì mình cũng chưa có bảo vệ được cái anh nhân làng ở bên ngôi làng băng nữa, để anh bị cái con rồng kia ăn thịt rồi. Nhưng mà dù sao thì trong ngày hôm nay á, thì mình cũng đã trả thù cho anh nhân làng nè, tiêu diệt được cái con rồng lửa ở dưới hang bằng cái cây kiếm rồng băng này, rất là khỏe luôn. Sắp tới thì mình sẽ sử dụng nó thường xuyên để tiêu diệt những cái con rồng dưới hang nhá, và làm cho cái quả trứng rồng Emerald của mình nở ra rồi, được một cặp rồng đực và cái luôn, thật là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.